Xin chào các bạn, mình tên là Mai Quy. Hiện tại giờ mình đang kinh doanh những cái phân thuốc vật tư phân bón tại trang web siêu thị Hoa Lan.com và kho nông nghiệp.com. hôm nay mình xin làm một cái video rất là đặc biệt, tức là mình giới thiệu những cái phụ kiện mà để cho làm vườn và làm vườn lan ha các bạn ha, để chúng ta chơi. Thì đây là những cái phụ kiện nhỏ thôi, nên thành ra là chúng ta thấy cái những cái gì mà nó phù hợp với vườn chúng ta thì chúng ta nên có, và Mai Quy sẽ phân tích kỹ để chúng ta sẽ nắm hơn. Nói nhiều lắm các bạn, cái video này nó hơi dài, còn những cái gì mà nói sâu hơn thì Mai Quy sẽ làm cái video riêng. Nào bây giờ tôi cầm cái máy con chĩa đây luôn, quay cận luôn. Rồi rồi, bắt đầu Mai Quy bắt đầu nha các bạn ha. Đây là cái là dầu tưới inox của Đài Loan, và nó là dạng phun sương, ổ phun và hạt mịn, tưới ra là rất là mịn, giống như dầu tắm hoa sen vậy đó. Mai Quy có làm một cái video về cái dạng này, các bạn coi video bên kênh YouTube của Mai Quy ha. Thì cái này tưới là cây nó mịn lắm, nó rất là thích, nó không có bị chấn thương, và rất là tuyệt vời là cái này xài rất là bền, thậm chí là kỳ rồi công ty mình gãy ngang vẫn còn xài được luôn, tức là cái đầu này nó không bị hư. Rồi cái này là để chúng ta tưới ha, tưới để cho nó tuyệt vời do cái việc tưới mịn á, không tưới mạnh á. Cái này là dây cột lan ha, rất là bền, 2-3 năm luôn mà không có gây vết xước, không có chấn thương nha bạn, nó mềm lắm đó. Rồi nó không có hại cây gì hết, nhưng mà giá rất là bình dân, một cuộn dài trăm mét xài coi như là mãi mãi luôn, nếu mà vườn chúng ta nhỏ. Có làm video luôn, Mai Quy có làm video này luôn, đụng tới đâu mình nói tới đó ha, nó nhiều lắm. Đây là cái dòi phun là nhiều cửa, 5-7 cửa, cái này là dòi phun dạng 4 cửa các bạn ha. Phun chúng ta mà muốn tưới vườn ướt hay là trên sân thượng, chúng ta nên dùng cái dầu phun này, đảm bảo các bạn luôn ướt mịt mù cái vườn, và cái vườn chúng ta sẽ có độ ẩm tuyệt vời và tưới nước rất là đủ. Thì cái dạng dầu phun này á, thì chúng ta lắp đặt vô ống nhựa bình minh rất là dễ dàng, dùng máy mua tưa ngựa tưới thôi, tức là mua cái máy mua tưa nửa ngựa hay là một ngựa tùy theo cái vườn. Rồi cái này nó có bụi. Thì bên công ty mình có những cái đầu phun này, nhưng mà có dạng 7 cửa nữa các bạn, 4 cửa, 7 cửa, 5 cửa, tóm lại là nó có nhiều loại. Chúng ta cũng có thể có một cái đồ cũng lạ lạ, đó là cái ống này là cái ống bóp. Cái này chúng ta bỏ ví dụ như những cái dạng mà một giọt một lít nước á, thì chúng ta lấy cái này chúng ta giỏ một giọt. Cái này là theo những cái bình nhỏ, nhưng mà hồi xưa người ta hay bỏ máy dầu, dầu máy trong máy may các bạn. Nhưng mà chúng ta khi bỏ bất cứ gì vô, chúng ta phải lấy bao ni lông đen hay là cái hộp, chúng ta bỏ này vô kính, không cho ánh sáng chui vô, nó làm hư ha các bạn ha, hư. Đây là những cái đồ chơi mà nó nhỏ nhỏ, nó hợp. Đây là cái vòi phun dạng phun nước và dạng hoa sen, như bằng nhựa, rất là rẻ tiền. Thì chúng ta sẽ nói vô cái của máy, của cái bình ắc quy á, hay là chúng ta chế qua cái găng cũng được, nhưng mà cái đó tùy. Nhưng mà nó có 8 cửa các bạn, 8 lỗ à, nó không có nhiều bằng này, thằng này nó nhiều lỗ hơn. Thì thằng này cũng tưới được, nhưng mà nó không bằng, nhưng mà nó rẻ lắm các bạn, có vài chục ngàn thôi, bền lắm, xài rất là thoải mái. Bên công ty có bán này luôn, các bạn cứ vô trang web kho nông nghiệp.com hay là siêu thị Hoa Lan.com, các bạn vô phần vật tư á, các bạn sẽ thấy những cái này. Đây là những con bướm để kẹp lan, ví dụ như lan hồ điệp, hay là chúng ta trồng cây chúng ta muốn kẹp nhanh thì chúng ta kẹp rồi sau này tháo ra. Cái phần này là trong hồ điệp ta xài nhiều lắm, nó về xả hồ điệp ra ta kẹp vô cái rồi ta bán ta lấy lại, nó nhanh, chứ lấy dây cột mà tháo ra tháo vô lâu các bạn ha. Còn cái này là Mai Quy đã bán từ thời mà gọi là 10 năm về trước. Đây là cái vòi phun, đây chúng ta Mai Quy mở chúng ta coi ha, nó có mấy ngàn đồng cái à, nó rẻ lắm và nó không có hư, không biết hư là gì hết. Đây thì là nó sẽ phun ra 360 độ chúng ta luôn, xè ra bán kính một mét hơn nếu chúng ta áp lực mạnh. Thì cái này chúng ta bắt vô cái ống nhựa bình minh thôi, nhựa tốt á, thì là chúng ta dùng mũi khoan hay là dùng cái kéo nhọn, dao nhọn để chúng ta đâm, để chúng ta khoét cái lỗ này để chúng ta đẩy răng vô. Nhưng lời khuyên là nếu chúng ta dùng nhiều á thì chúng ta nên dùng mũi khoan cho nó đạt cái chất lượng,
chứ chúng ta khoét vô nhiều lúc nó không, nó rộng quá là coi như cái lỗ đó là chúng ta phải bít lại rất là khó ha bạn ha. Thì cái này là vừa rẻ mà là vừa tưới cây rất là tuyệt vời. Rồi hiện tại là xong cái mâm này, còn nhiều đồ chơi lắm các bạn. Đây là cái vòi tưới tưới phân, theo mình đánh giá là hàng tuyệt chiêu, không có đâu có, giá cũng rất là rẻ. Tức là cái cần nó ngắn, chúng ta có thể đi trong vườn rất là linh động, và nó có xoay để có thể bắn xa vào dạng phun xương cực mịn. Tức là tưới cái này tưới phân nên nó ra dạng hạn nước mịn, thật là mịn. Cái đầu này là nối vô cái máy máy áp lực ha. Thì cái này cũng là dạng cái đầu răng đó luôn nè các bạn. Mình không biết răng số mấy nha, răng này như răng 14 hay nhiêu đó mình không nhớ. Thì nó là áp lực, nó đẩy xa mà là đẩy, chúng ta nếu mà để sát vô thì nó sẽ ra cái dạng xương nước đó. Mịn thì tưới phân nó mới tiết kiệm, chứ mà ra nhiều quá nó hao phân các bạn ha. Nó mịn mình để nó thẩm thấu vô được cái lá lan, vô cái gốc lan thì nó mới tốt. Chứ mà nó tưới ướt chèm nhẹp cái chậu lan không có tốt, mà nó phải mịn để nó bám vô được cái chất chồng gốc lan, lá lan. Và đặc biệt là chúng ta chỉ cần lấy kìm chúng ta tháo cái đầu này thôi là chúng ta xúc rửa rất là dễ dàng, không gây dễ xúc rửa, không có nghẽn. Giá thì bình dân. Đây là hàng đặc biệt của Đài Loan, xịn lắm. Chúng ta có thể dùng, nếu dùng để bảo quản á, dùng mấy năm là chuyện bình thường, không hư. Tại vì nó cũng không có cái gì để hư các bạn. Thì cái này là Mai Quy xài cái này lâu lắm rồi. Có một cái Mai Quy xài mấy 4-5 năm ở giường mình á, chưa hư là gì hết. Thậm chí cái này nó bể luôn rồi nè mà vẫn còn xây được, tại nó vẫn còn cái cán đồng thao. Thì cái hàng này là hàng này rất là đặc biệt, không có trên thị trường, tại vì Mai Quy phải lấy bằng một cái đường riêng mới có được hàng này các bạn ha. Nhưng mà nó rất là gọn trong vườn lan chúng ta. Đây là những cái thẻ tên mà chúng ta phải cắm vô chậu, như nó dạng, nó là dạng dạng to và nó cắm được. Chúng ta trồng cây kiển hay là chúng ta trồng lan cũng được, nhưng mà nó có mũi nhọn để chúng ta cắm. Chúng ta dùng viết chì ha, ta viết nó lạ, nó đẹp. Đây là thẻ tên của Đài Loan, đúng cho lan luôn, có một cái lỗ ở dưới để ta treo và dùng viết chì. Cái này là đúng cho lan, là thẻ tên nhựa rất là tốt, 5 năm chưa bị gì, viết lên bằng viết chì 5 năm vẫn còn giữ chữ, yên tâm nha các bạn, không hề bị gì hết, để lâu luôn. Còn đây là dây cột lan dạng ngắn để chúng ta hay cột nhanh, nhưng cái chất lượng của nó không bằng cái cuộn này đâu các bạn. Cái cuộn này dây nó chất lượng cao hơn, nhưng chúng ta phải cắt. Còn cái này là nó làm sẵn để chúng ta làm rất là nhanh các bạn ha. Còn đây là dây cột lan, dây này là dây cột cực chắc luôn, bao hàng các bạn luôn, không một, nó là cái dạng dây nó bện lại mà từ bằng cái lưới lan á bạn, cái lưới lan của Thái á, để chúng ta có thể làm cột đan hay là tất cả những cái gì mà dạng dây. Thì cái dạng này là nó tới 550 mét, thì cái dây này là dây cột dùng cho ở giường, cột cây, cột lưới, rồi cột chậu, cột vàng, cột giáo này kia đều được hết. Đây là cái dây rất là bền các bạn ha. Thì đây là một số cái nữa là xong. Dạ, cảm ơn các bạn xem từ nãy giờ khá là lâu. Thì gần xong các bạn. Đây là kéo ha, kéo cắt lan thì không thiếu rồi, không lo ha. Đây là cây đo pH trong chậu. Chúng ta mà trồng cây ăn trái hay là cây kiển á, hay là cây lan, chúng ta cắm vô chúng ta có thể đo được là ánh sáng, pH và 3:1, lâu rồi mình không nhớ, độ sáng nè, pH nè, đo gì như nó đo nữa là một cái nhiệt độ thì phải. Thì các bạn coi cái video này ha, bên công ty mình có làm cái video này, pH, độ sáng,
nhiệt độ. Thì cái này các bạn coi video rõ hơn ha, tại vì mình cũng dùng lan, ít dùng cái này, dùng nông nghiệp á, dưới đất á, thì chúng ta làm mà có cái video này luôn. Đây là muỗng múc phân các bạn ha, muỗng múc phân để đo liều lượng. Đây là đặc biệt luôn, các bạn dùng phân nhiều các bạn nên mua cái này. Đây là cái ca để đo nước có đề minit cho chúng ta. Và đặc biệt là dùng nhựa tốt, tại vì chúng ta bón làm phân mà chúng ta dùng nhựa xấu là bón nó mòn hết. Cái này là nhựa rất là tốt, chúng ta dùng cái nhựa này chúng ta đo. Thì cái hũ này là 250ml, rồi nó có những cái hũ như là nửa lít, như cái này là nửa lít nè, còn cái này là 250ml, rồi thấp nhất là 50ml. Thì nó có mấy cái này để chúng ta có thể để là đo cho nó chính xác các bạn ha. Nó còn nhiều đồ lặt vặt khác nữa, nhưng trong phạm vi cái video đây thì Mai Quy xin phép chia sẻ tới đây là hết. Rồi hẹn gặp bạn trong những cái video khác, chia sẻ về những cái linh kiện trồng lan khác rất là tuyệt vời để cho áp dụng vô cái vườn lan cho nó thuận lợi trong việc trồng lan các bạn ha. Nó còn nhiều đồ hay nữa, thì hẹn gặp bạn trong những video khác. Thì cảm ơn các bạn đã mất nhiều thời gian đã xem từ nãy giờ. Thì Mai Quy xin hẹn gặp các bạn trong những video sau. Xin cảm ơn và xin chào.